nói nhưng mà bằng hành động thì nói chẳng giải quyết gì đâu nhá. Thầy phải đi giải quyết bằng hành động mới lắm, những lời nói đâu thì phải bản chất rồi nhá. Các chị đứng lên để tập chụp ảnh với các vị lãnh đạo của chúng ta. Nào, không phải lúc nào chúng ta có cái ngày hôm nay là mời ra thất hậu, mời thầy Tiến, thầy Quang, tất cả các chị đứng chị.